Võ luyện đỉnh phong tập 37, chúc các bạn xem video vui vẻ. Lão Phu ngang ngược. Mộng Vô Nhai giống như nghe thấy những chuyện hài buồn cười nhất thiên hạ, nhưng vẫn cười nói bình thường, rồi chợt lão lạnh lùng quát lên, lão Phu ngang ngược đấy, thì sao? Vừa nói lão vừa vung tay. Tránh ra. Hồ Man biến sắc, định kéo Long Tuấn về phía sau mình nhưng tốc độ của Mộng Vô Nhai nhanh như gió, vừa đưa tay ra, trên mặt Long Tuấn đã vang lên tiếng giòn vang. Hai chiếc răng bay ra ngoài, toàn thân Long Tuấn quay mấy vòng rồi ngã dúi dụi xuống đất. Đám người của Huyết Chiến Bang tròn mắt kinh hãi, Hồ Man cũng lạnh ngắt sống lưng. Bọn họ không nhìn rõ lão già kia động thủ thế nào, chỉ biết với khoảng cách chừng 50 trượng, một cái tát giáng trời lao xuống, không ai kịp có bất kỳ phản ứng nào. Đây là việc thần du cảnh có thể làm sao? Cho dù là đỉnh phong thì cũng không đến độ khiến mọi người ở đó đều bó tay chịu trói chứ. Hồ Man cảm thấy nếu vị trưởng môn đó của Lăng Tiêu Các đánh ra trưởng, như vậy thì chắc chắn hắn có thể đỡ được, cũng đều là đỉnh phong thần du cảnh, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Long Tuấn bị tát một cái thì vô cùng bối rồi, sau khi ngã xuống lại thất thểu bò dậy, quay mấy vòng tại chỗ mới đứng vững lại, nhìn sang Mộng Vô Nhai, thì thấy vẻ mặt hắn vô cùng kiêng kỵ và hoảng sợ. Gò má bên phải của hắn sưng lên. Mặc dù không bị nội thương nhưng có câu vuốt mặt phải nể mũi, hắn bị ăn một cái tát của Mộng Vô Nhai trước mặt mọi người, sự nhục nhã trong lòng hắn người khác sao có thể hiểu được. Lão Phu dương oai rồi, ngươi muốn thế nào? Mộng Vô Nhai đứng ung dung vững vàng chờ hắn, lại phủi tay thêm một cái tát giáng trời nữa. Bốp! Giống vừa rồi, Long Tuấn lại bay lên. Đến các cao thủ Huyết Chiến Bang cũng đều không kịp phản ứng. Con mẹ nó, dám giở trò với lão, không biết điều gì cả. Mộng Vô Nhai hùng hùng hổ hổ, tay vung ra, vẻ mặt vô cùng tàn ác. Hồ Man cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, tiền bối, cao nhân như người sao lại động thủ với tên tiểu tử hậu bối như vậy, không sợ người đời cười chê sao? Hừ, nếu ta động thủ thật thì hắn còn sống được sao? Đó chỉ là một chút giáo huấn thôi. Mộng Vô Nhai cười lạnh lùng, trách mắng, tới đây cho ta. Tay vừa giơ ra, tên Long Tuấn bị ngã, dưới đất chưa kịp bò dậy thì lại bị một lực hút khổng lồ hút đi. Bay giữa không trung, Long Tuấn nhe nanh múa vuốt, sắc mặt sợ hãi kêu lên, bang chủ cứu mạng, tiền bối. Hồ Man bước lên phía trước, lớn tiếng gọi. Mộng Vô Nhai không thèm để ý, một tay nhấc cổ Long Tuấn lên, sắc mặt âm trầm nói, oan có đầu nợ có chủ. Hôm nay lão phu đến tìm Long Tại Thiên. Tiểu tử, ngươi là tôn tử Long Tại Thiên, hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết hắn đang ở đâu. Long Tuấn sau khi bị hai cái tát thì trở nên còn ngoan ngoãn hơn thỏ, không còn khí thế như vừa rồi nữa, cố nén đau đớn hai bên má, hắn run rẩy trả lời, ông nội không ở trong bang. Hắn đang ở đâu? Ở khu mỏ khai thác. Chỉ chỗ cho ta. Bên này. Trong tình trạng tính mạng bị uy hiếp, Long Tuấn không dám chần chừ. Mộng Vô Nhai hỏi một câu, hắn đáp một câu. Ngay cả gò má sưng to nhưng, vẫn phải ăn nói rành mạch lưu loát. Mộng Vô Nhai nhoáng một cái đã đi được hơn trăm trượng. Mang theo Long Tuấn phi thẳng đến khu vực khai thác của Huyết Chiến Bang. Bang chủ. Một đám người chăm chú nhìn Hồ Man chờ hắn quyết định. Đuổi theo. Hồ Man giận phừng phừng. Hắn thật sự không biết Long Tại Thiên sao lại trêu chọc vị cao nhân này, mà ông ta cũng không có nói. Hồ Man rất giận dữ, vừa tức Mộng Vô Nhai không nói lý lẽ, ý thế hiếp người, lại tức Long Tại Thiên có mắt không tròng, sao lại đắc tội với cao thủ như vậy, lại còn mang lửa vào trong bang nữa. Những chuyện mờ ám của Long gia mấy năm vừa qua Hồ Man không phải không biết. Nhưng Long Gia vẫn luôn là phụ tá đắc lực của Huyết Chiến Bang, Hồ Man muốn gạt bỏ cục u độc này nhưng không dám động thủ. Một khi dám động thủ với Long Gia thì sợ rằng Huyết Chiến Bang sẽ sụp đổ, thế lực sẽ bị suy yếu nhiều. Nếu không phải Hồ Man không có con trai, thì cục diện trong bang chưa chắc đã đến mức như vậy. Chỉ cần có một đứa con trai, Hồ Man sẽ ra sức bồi dưỡng để nó đối kháng với đám người trẻ của Long Gia, tình hình cũng đã không đến nỗi loạn như vậy. Lần này Long Tại Thiên trêu chọc đến cao thủ như vậy, Hồ Man đã thấy một tia cơ hội. Nếu có thể mượn chuyện này mà loại trừ Long ra thì cũng là một việc tốt. Cho nên bất kể thế nào, Hồ Man cũng muốn đi xem tình hình ra sao. Trong chợ Hắc Phong vẫn nào nhiệt như thường. Dương Khai ôm trong lòng ngân phiếu 2 vạn lượng, đi khắp chợ Hắc Phong một vòng. Đầu tiên là dùng 1 vạn lượng để mua chút dương viêm thạch, để lại chút tiền khi dùng đến. Sau đó tìm một khoảng đất trống, ngồi khoanh chân, thấy trên mặt đất có một tấm bảng hiệu người khác vứt bỏ. Hắn nhặt lên, xóa hết vết chữ trên mặt rồi tùy ý viết lên đó mấy chữ. Thu mua hạt giống linh quả linh thảo thuộc dương. Cắm tấm bảng xuống đất, Dương Khai không để ý đến nó nữa, hắn vận chân dương quyết, lén lút hấp thu năng lượng từ trong dương viêm thạch cất trong người. Lần trước Lý Vân Thiên cũng giúp Dương Khai thu hạt giống, nhưng lại không thu hoạch được gì, qua đó có thể thấy hạt giống vô cùng ít ỏi. Dương Khai bây giờ cũng chỉ là thử vận, may mà thôi, dù sao mình ở đây hấp thụ năng lượng từ dương nguyên thạch cũng mất không ít thời gian, vừa luyện công vừa thu mua đúng là nhất cử lưỡng tiện mất nửa ngày cuối cùng. Cũng hấp thụ xong năng lượng từ trong 20 viên dương viêm thạch. Một viên đá thế này có thể ngưng luyện được 2 giọt dương dịch, 20 viên là 40 giọt,
trong đan điền lại tràn đầy, Dương Khai rất hài lòng. Nếu lại gặp phải đại chiến như đêm đó thì mình hoàn toàn có thể phát huy thực lực. Chỉ có điều cả nửa ngày sau, quả nhiên không ai đến bán hạt giống cả. Đứng dậy, Dương Khai nhìn về phía ngôi nhà gỗ chỗ các đệ tử trấn thủ của Lăng Tiêu Các ở, Tô Nhan hẳn là đang ở đó. Dương Khai muốn đến chào hỏi, thông báo với nàng rằng mình đã trở về. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giữa mình và nàng cũng không có quen thân gì, hơn nữa nàng lạnh lùng cao quý, người thường không thể với tới được, Dương Khai cũng không muốn tiếp xúc. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người khác để làm gì? Trong khi đang chuẩn bị quay về chợt có một người đi tới, ngồi xổm xuống nhìn tấm biển của Dương Khai, dương mắt nói, ngươi muốn thu hạt giống sao? Dương Khai cúi đầu nhìn, thì ra là một cô gái, tuổi cũng không lớn. Đoán chừng tầm 17-18, dáng bộ thuộc tầng lớp trên. Khuôn mặt thanh tú, mắt trong như hồ nước, làn da trơn mịn, dáng người cũng không tệ, đặc biệt là bộ ngực lớn không gì sánh được. Không biết nàng ăn gì mà có được dáng người như vậy, nàng lại ngồi xổm. Dương Khai nhìn từ trên xuống, thấy rõ khe ngực sâu, trắng mềm mịn như tuyết. Ừ. Giấu ánh mắt qua một bên, Dương Khai gật đầu. Cô gái đứng thẳng lên, nói, ta có, chỉ là không biết ngươi có trả được giá không? Hả? Dương Khai đột nhiên phấn chấn, vậy còn phải xem cô có loại hạt giống gì? Cô gái này mặc bộ y phục của Lăng Tiêu Các, chắc chắn là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Đều là đồng môn nên Dương Khai cảm thấy có chút thân thiết. Ta lấy ra cho ngươi xem nhé. Cô gái này lấy từ bên hông một cái túi có hình thêu tinh xảo, rồi đưa cho Dương Khai. Dương Khai đón lấy, mở hà bao và đổ ra hai hạt giống. Hai hạt giống này quả nhiên là chứa năng lượng thuộc Dương, đúng là thứ mình cần. Hơn nữa, so với quả tam dương quả lần trước mình mua được thì hai hạt này phẩm cấp cao hơn. Nếu tam dương quả là hạ phẩm địa cấp, hai hạt giống này hẳn phải là trung phẩm địa cấp hoặc thượng phẩm gì đó. Ta muốn mua hai hạt giống này, người bán giá bao nhiêu? Dương Khai tỏ ra hài lòng. Cô gái cười cười nói, 1.000 lượng. Dương Khai cau mày, tuy không thể phủ nhận nàng cười rất đẹp, nụ cười khiến nàng xinh hơn rất nhiều, nhưng cái giá này không thể khiến Dương Khai gật bừa được. Kỳ thực nghĩ lại, Dương Khai bỏ ra 1.000 lượng để mua hai hạt này cũng không thiệt, vì hắn có dương dịch thúc sinh, thời kỳ sinh trưởng lại ngắn. Nhưng nếu là người khác chi 1.000 lượng để mua nó thì nhất định là lỗ vốn. Cô gái này có gì đó đáng nghi. Điều này không khỏi làm cho cảm giác thân thiết của hắn biến mất. Vị sư tỷ này, giá tiền đó có phải hơi cao không? Dương Khai tuy còn thừa lại 1.000 lượng nhưng là dùng để mua tàn hồn hoa ba lá và cây cỏ khô nữa, không thể tùy tiện phung phí được. Cao sao? Cô gái hé miệng cười, không cao đâu, đây chính là hạt giống linh thảo địa cấp trung phẩm. Gieo nó xuống, đến khi lớn lên nó sẽ mang lại nhiều tác dụng. Trong mắt những người có mắt nhìn, nó không chỉ đáng giá 1.000 lượng đâu. Dương Khai cười, cô cũng muốn đợi nó lớn lên, vậy phải đợi đến bao giờ đây? Nữ tử bĩu môi, nếu đã muốn mua hạt giống, đương nhiên phải kiên nhẫn đợi nó lớn lên rồi. Chẳng lẽ người muốn thu hoạch ngay khi gieo nó sao? Trên đời đâu có chuyện như vậy. Thêm nữa, vật càng hiếm càng quý, thứ hạt giống này không nhiều, 1.000 lượng là 1.000 lượng, ta cũng chịu không ít khổ vì nó rồi. Dương Khai không biết phải thế nào, suy nghĩ kỹ rồi gật đầu nói, thôi, như vậy đi. 1.000 lượng của mình nhất định kiếm được, hơn nữa nghe nàng ta nói vậy dường như, phải tốn không ít tâm sức mới có được hai hạt giống này. Người ta bỏ sức ra thì cũng phải thu được quả chứ. Hơn nữa vị sư tỷ này lại là đồng môn. Mà Dương Khai cũng không muốn mặc cả nữa, chỉ tổ tốn nước bọt. Cho nàng chút lợi nhuận cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Đếm ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho nàng. Nàng ta cười hì hì nhận lấy, sau đó cẩn thận cất đi rồi nhìn Dương Khai nói, vị sư đệ này cũng không phải người xấu, hà bao kia ta tặng ngươi, tự tay ta thêu đấy. Nói xong cô sung sướng ra đi. Dương Khai ngạc nhiên, hóa ra vị sư tỷ này cũng biết mình là đồng môn, đã biết như vậy còn công phu sư tử ngoạm thế nữa. Nếu là người ngoài thì cuộc làm ăn này chắc chắn sẽ thất bại. Bị chém một khoản như vậy nhưng Dương Khai cũng không giận. Dù sao cũng là cuộc làm ăn thôi, lần sau nếu còn giao dịch với nàng nữa, thì đề phòng chút là được. Lại ngồi đợi một lát, nhưng không thấy ai đến bán hạt giống. Thu xếp một chút, Dương Khai mang số tiền còn lại đi mua tàn hồn hoa ba lá và cây cỏ khô. Nhưng chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh, mặt đất liên tiếp rung chuyển, toàn bộ đệ tử ba phái ở chợ Hắc Phong láo loạn cả lên. Mọi người đều không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mặt đất như sắp nứt ra khiến không ít người lo sợ, chạy toán loạn khắp nơi. Một lát sau, phảng phất tiếng ai đó kêu gào từ rất xa vọng lại, nghe không được rõ ràng lắm. Thanh âm truyền đến, sắc mặt Dương Khai liền phấn khích lên. Hắn nghe, thấy có tiếng của Mộng Vô Nhai, ngoài ra còn có giọng Long Tại Thiên, và tiếng quát tháo của nhiều người khác xen lẫn vào nhau. Đánh nhau rồi. Dương Khai trong lòng chợt hiểu ra, biết là Mộng Vô Nhai đi kiếm kẻ thù gây chuyện. Chỉ có điều phạm vi lan truyền này cũng quá rộng, phương hướng âm thanh vọng về, có lẽ là từ phía cuộc chiến đang hồi kịch liệt ở khu mỏ của Huyết Chiến Bang, nơi đó cách nơi này cũng phải mấy chục dặm. Một khoảng cách xa như vậy, mà mặt đất lại vang rền không ngớt.
Thậm chí Dương Khai có thể cảm nhận được nguyên khí đang phun trào của các cao thủ ở đó. Mạnh thật, không biết khi nào mình mới đạt đến trình độ này. Ánh mắt Dương Khai lóe lên tia sáng kỳ vọng và kích động. Bỗng nhiên, cùng với tiếng mở cửa, các đệ tử Trấn Tự ở tòa nhà gỗ trong chợ Hắc Phong cũng đồng loạt đi ra. Tô Nhan của Lăng Tiêu Các, Hồ Kiều Nhi của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, cả ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trận chiến xảy ra, rồi chợt đồng thời triển khai thân pháp, hóa thành ba vệt, tàn ảnh lao đi, một màu trắng, một màu xanh lục và một màu xám. Bóng trắng là Tô Nhan, đi ngay đầu tiên, bóng xanh lục là Hồ Kiều Nhi, ở giữa, còn cuối cùng là Phương Tử Kỳ. Thực lực của ba vị đệ tử trấn thủ này cao thấp thế nào, nhìn một cái là có thể phân biệt. Có náo nhiệt để xem rồi, mau qua đó xem sao. Có người hoang mang, cũng có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lập tức bứt giọng kêu lên rồi vội chạy theo bóng của ba đệ tử trấn thủ. Không ít người đi theo sau, bỗng chốc cả khu chợ Hắc Phong hỗn loạn vô cùng, các quầy hàng vội vàng thu dọn, người mua thì cũng cuốn theo dòng người lao đi. Đại chiến cao thủ thần du cảnh. Chắc chắn là đại chiến cao thủ thần du cảnh, một cảnh tượng hiếm có. Hôm nay mà bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới được thấy nữa, đi, chúng ta cũng đi xem. Một tên đệ tử Phong Vũ Lâu thần sắc kích động, nước bọt vẩy ra, kêu gọi các sư huynh đệ. Hay là đừng đi nữa, nhỡ bị kéo vào cùng thì chẳng phải sẽ chết thảm hay sao? Chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi, không sao đâu. Bọn họ là cao thủ, thu phóng chiêu thức rất thành thạo, sao có thể làm hại đến người vô tội. Trong vài ba câu, lại thêm một toán người chạy đi. Thần sắc Dương Khai thay đổi, hắn đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng lại không ngờ lần này Mộng lão đầu lại làm căng đến thế. Trận này mà cứ đánh tiếp, chắc chắn sẽ kinh động đến tam phái xung quanh, phỏng chừng sẽ kéo hết mọi người đến đó. Đứng yên tại chỗ suy nghĩ cẩn trọng, Dương Khai cũng vụt lao theo đám người đó. Hắn muốn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ như thế nào. Mộng trưởng quầy sẽ thắng hay bại? Trong lúc chợ Hắc Phong hỗn loạn, trận đánh ở khu mỏ của Huyết Chiến Bang đã đánh đến mức không dứt được. Sau khi Mộng Vô Nhai dẫn theo Long Tuấn chạy đến đây, đã tìm đến Long Tại Thiên. Long Tại Thiên còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì hắn đã bị một sát chiêu đánh cho lờ mờ luôn. Long Tại Thiên uất ức vô cùng, lão căn bản không quen biết Mộng Vô Nhai, nhưng nhìn dáng vẻ không chết không dừng của đối phương, là lão lại phát hỏa. Long Tại Thiên chừng, này tuổi rồi, thân lại là phó bang chủ Huyết Chiến Bang, đã bao giờ nếm mùi thiệt thòi như vậy đâu. Lão lập tức nổi giận đùng đùng, dùng toàn bộ công lực đánh sát với Mộng Vô Nhai. Chưa đến 10 chiêu, Long Tại Thiên đã bị Mộng Vô Nhai đập từ trên xuống, chính lúc đang định lấy mạng lão. Thì bọn người Hồ Man bất đắc dĩ đã nhúng tay vào. Mặc dù Hồ Man cũng thích thú khi thấy Long Tại Thiên bị chèn ép, nhưng dù gì lão cũng là tam triều nguyên lão của Huyết Chiến Bang. Mộng Vô Nhai đơn lẻ một mình, làm nhục Long Tại Thiên trước mặt bao nhiêu người vậy, những người khác của Huyết Chiến Bang sao có thì dương mắt ra nhìn. Cho dù Hồ Man không ra tay, các cao thủ khác cũng sẽ cứu viện. Vậy nên Hồ Man bất đắc dĩ phải làm ra bộ người tiên phong. Náo nhiệt chết đi được. Vốn chỉ là một đấu một, trước mặt đã trở thành quần ẩu. Mình Mộng Vô Nhai đối mặt với nghìn quân. Đối chọi thập đại cao thủ thần du cảnh của Huyết Chiến Bang, mà không rơi vào thế hạ phong, thật sự uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Hơn nữa, trong chiến đấu, lão còn có sở, trường hạ nhục thậm tệ, miệng lưỡi cay độc còn hơn cả đám đàn bà rắn rết, không những áp chế Long Tại Thiên về công lực, mà còn lăng nhục đối phương bằng lời nói. Sắc mặt Long Tại Thiên tím tái, muốn mắng lại nhưng không tiện nói ra, chỉ biết cố sức tấn công, ham ham trả đũa hai chiêu bị Mộng Vô Nhai đánh, không biết đã nôn bao nhiêu máu rồi, sắc mặt thê thảm vô cùng. Còn đâu uy nghiêm của phó bang chủ Huyết Chiến Bang ngày nào. Lại thêm một lần sáp lá cà, Mộng Vô Nhai lui lại thủ giữa không trung, nhiều cao thủ Huyết Chiến Bang đứng dưới mặt đất, hai bên tạm ngừng tay, giằng co trong khoảng cách xa xa. Long Tại Thiên nghiến chặt răng, khóe miệng đầy máu, giận đến run người, nhưng lại không dám cản rỡ, lão cố nén cơn nhục nhã, nói, dám hỏi tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào, Long Mỗ đã đắc tội với ngươi chỗ nào, mà ngươi lại hạ nhục ta như vậy. Thật không cam lòng. Nếu đúng là hắn đã chọc tức đối phương, có căn có cứ, tìm đến báo thù thì thôi. Nhưng Long Tại Thiên trước giờ chưa từng gặp Mộng Vô Nhai, đối phương mới đến là vừa đánh vừa mắng, chính lão còn đang mơ hồ, không hiểu gì cả, như vậy sao được? Bạn đang xem Võ Luyện Đỉnh Phong tại kênh YouTube Recap Phim, cho nên nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Nếu đây chỉ là hiểu lầm, hôm nay cho dù có tử trận, cũng phải lấy lại công đạo. Hừ, Mộng Vô Nhai đứng ngạo nghễ giữa không trung. Lạnh lùng hừ một tiếng, khinh khi nói, ngươi không có gây hấn gì với ta hết. Long Tại Thiên run rẩy toàn thân, chỉ tay về phía Mộng Vô Nhai căm căm một lúc, hé miệng nói, ngươi, mới nói được một chữ, Long Tại Thiên lại phun ra một ngụm máu, trong yết hầu lục đục âm thanh, ánh mắt oán độc hết sức. Không gây hấn gì với ngươi, ngươi chạy đến hết đánh rồi mắng ta làm gì. Lão phu đã chừng này tuổi, phân nửa người đã chôn vào đất rồi, lại phải chịu mối nhục nhã này, oan ức quá. Nghẹn khuất lắm đúng không? Muốn giết lão phu nhưng lại bất lực.
Mộng Vô Nhai cười nhạt, không chút nể mặt Long Tại Thiên. Long Tại Thiên hít thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, động tác cẩn thận, sợ dùng lực quá mạnh thì chính mình sẽ tiêu ngay tại chỗ. Ta nguyền 18 đời tổ tông nhà ngươi. Mộng Vô Nhai tức nhận, ngươi cũng biết nghẹn khuất, bất lực phản kháng a. Ngươi có ngày hôm nay tất cả, là nhờ những chuyện đồ nhi yêu quý của ta phải gặp đêm đó. Đồ nhi của ngươi? Long Tại Thiên gắng gượng hỏi một câu. Mộng Vô Nhai sát khí đằng đằng, trầm giọng nói, Long gia các ngươi có gan lắm. Có gan, đủ dũng cảm. Đồ nhi của lão phu mà Long gia các ngươi cũng dám động đến. Tôn giá có thể nói rõ hơn không? Long Tại Thiên chậm rãi hỏi, lão chợt cảm thấy dường như đối phương thật sự có thù với mình, chứ không phải cố tình đến gây sự. Rõ ràng à? Ha ha. Sắc mặt Mộng Vô Nhai lạnh tanh, quát, không có gì hay cả. Xuống âm tà địa phủ, ngươi tự đi hỏi thằng cháu Long Huy của ngươi đi, hỏi nó mấy ngày trước dẫn người đi làm những chuyện gì. Long Huy làm sao cơ? Long Tại Thiên thất sắc. Này ngươi, hắn làm sao vậy? Mộng Vô Nhai cười gằn. Ra ra, gần một tháng nay cháu không thấy đệ đệ đâu cả, lần trước đệ đệ dẫn Văn Đường chủ ra ngoài làm gì đó, đến tận hôm nay vẫn chưa về. Long Tuấn đột nhiên lên tiếng. Mặt Long Tại Thiên xám xịt ngay tức thì. Kết hợp giữa lời nói của Long Tuấn và người này, Long Tại Thiên phỏng chừng Long Huy đã lành ít dữ nhiều. Tuy lão không biết người này như thế nào, nhưng đức hạnh của thằng cháu thì lão rất rõ. Nếu cao thủ này đã muốn chút giận cho Đồ Nhi, thì có thể đoán ra, Đồ Nhi đó nhất định là một nữ tử xinh đẹp. Chỉ trong nháy mắt, Long Tại Thiên đã hiểu ra ngọn nguồn tất cả. Lão vừa đau vừa giận, đau vì cháu nội lão đã chết rồi, giận vì nó có mắt mà không thấy Thái Sơn, đến Đồ Nhi của cao thủ này cũng dám động vào. Long Tại Thiên, thằng cháu tốt mà ngươi nuôi dưỡng nên đấy. Cơn thịnh nộ của Mộng Vô Nhai cao ngút trời, hôm nay lão phu đến, chỉ để lấy mạng nhà ngươi, cho ngươi biết có những người ngươi không thể đắc tội được. Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ một tay lên. Theo sau cử động của cánh tay đó, dường như cả đất trời đều biến sắc. Đám người huyết chiến bang kinh hãi vạn phần, nhất tề chạy đến bên Long Tại Thiên, căng thẳng quan sát động tác của Mộng Vô Nhai. Cánh tay đó lao vụt xuống, ao thẳng về phía Long Tại Thiên. Đi kèm là tiếng quát tháo giận dữ của Mộng Vô Nhai, tử. Một bàn tay to lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, mang theo một uy lực kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn lại được, uy chấn càn khôn, một trưởng vừa xuất, phong vân vô định. Tất cả các cao thủ huyết chiến, bang lúc nãy cũng thi triển sát chiêu lợi hại nhất của mình, đồng loạt ngăn chặn đòn đánh đến. Nguyên khí bạo động, cát đá bay mù mịt. Một trưởng của Mộng Vô Nhai đối đầu thập cường, vẫn thoải mái không sợ sệt, bá khí vô song. Mộng trưởng quầy của thời khắc này trông đáng tin cậy hơn bất kỳ lúc nào. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay khổng lồ đó áp xuống đỉnh đầu bọn huyết chiến bang, nhưng lại bị bọn chúng hợp lực ngăn lại. Không, không phải đã ngăn lại được, chẳng qua là hơi trì hoãn uy thế của cự trưởng thôi. Dường như trong chớp mắt, 10 vị thần du cảnh của huyết chiến bang đều đồng loạt cúi người xuống, quỳ trên mặt đất, trừng trợn mắt, điên cuồng thôi thúc nguyên khí. Rắc, mặt đất nứt ra từng kẽ một. Nơi này là khu mỏ của huyết chiến bang, bên dưới vốn có rất nhiều thông đạo, phen này nguyên khí va chạm, tức khắc làm thông đạo dưới lòng đất sụp đổ. Rầm rầm, cả một vùng đất rộng trăm trượng sụp xuống, các cao thủ huyết chiến bang cũng nương theo tốc độ sụp đổ này mà vội vàng phân tán ra tứ phái. Cự trưởng cuối cùng cũng đáp xuống, uy lực hủy thiên diệt địa, để lại trên mặt đất một thủ ấn cực kỳ lớn. Long Tại Thiên vẫn chưa chết, phòng hộ của các cao thủ huyết chiến bang đã giúp lão thoát chết trong gang tấc, nhưng ói máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Trận chiến hôm nay, đả kích vô cùng lớn đến thể xác và tinh thần lão. Lão cũng đã tuổi già sức yếu, đòn đánh này dù không lấy được mạng lão, cũng lấy đi phân nửa công lực. Sắc mặt các cao thủ huyết chiến bang cũng khó coi vô cùng, họ không thể nào ngờ được công lực của Mộng Vô Nhai lại cao thâm đến mức này. Lão vẫn là thần du cảnh mà. Sao có thể mạnh đến mức đó? Hơn nữa võ công lão sử dụng, uy lực lại phi phàm đến thế, chỉ e là võ công từ huyền giao trở lên. Lạnh lùng lướt mắt qua, Mộng Vô Nhai khẽ hừ một tiếng. Đang định thừa thắng xông lên thì từ bên dưới bắn ra một luồng nguyên khí kinh người. Mạnh như Mộng Vô Nhai mà khi cảm nhận được luồng nguyên khí này, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống dưới. Ngay sau đó, một vệt sáng đỏ rực lao vụt lên, thước tha dập dờn, một con hỏa long dài đến trăm trượng. Theo sau hỏa long, có một hình bóng màu xanh băng, mở rộng đôi cánh cũng dài cả trăm trượng ra, là một con băng phụng đẹp lộng lẫy. Thú hồn! Mộng Vô Nhai kinh ngạc thốt lên, trợn mắt nhìn hai thân hình khổng lồ. Yêu thú công lực siêu việt, cho dù thân xác tiêu vong, hồn phách cũng vẫn tồn tại trong thiên địa, chờ đợi thời cơ thích hợp để hồi sinh. Long Phụng chính là vua chúa của loài yêu thú, dĩ nhiên có khả năng duy trì hồn phách bất diệt. Mộng Vô Nhai kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy hai hình thể khổng lồ này, cũng cho rằng đó là hồn thú của Long Phụng. Nhưng nhìn kỹ lại thì lão chợt nhướng mày, vì lão không hề cảm nhận được dấu tích hồn phách từ hai cái hình thể khổng lồ này, chúng chỉ là tử vật. Hai hình thể to lớn khủng khiếp đó
chính là long hình phụng ấn đơn thuần do năng lượng đất trời hội tụ mà thành. Nơi này có cổ quái. Mộng Vô Nhai lập tức cảnh giác, cúi xuống quan sát, chỉ thấy mặt đất dưới chân trũng xuống mấy mươi trượng, ở vị trí sâu hơn dưới đó, còn có một vài cấm chế huyền diệu đang dao động, có điều những cấm chế này đã bị phá hủy cả. Hóa ra là dư âm từ cuộc chiến giữa lão và các cao thủ của huyết chiến, bang đã phá giải cấm chế ở vùng đất này, giúp long hình phụng ấn được giải thoát. Thật quá bất ngờ. Mộng Vô Nhai suy ngẫm quay lại nhìn bọn huyết chiến bang, phát hiện chúng vẫn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, tên nào tên ấy cũng vừa kinh động, vừa mơ hồ. Bọn chúng không biết điều thần bí của vùng đất này sao? Mộng Vô Nhai cau mày, đúng rồi, trước đó cấm chế này vẫn chưa bị phá giải, nên chúng không hề biết trong đó phong ấn thứ gì. Song, hẳn là chúng đang tiến hành phá giải, hơn nữa đã đi đến thời điểm cuối cùng, nếu không đâu đến nỗi bị trận chiến này phá, giải hoàn toàn. Trong lúc Mộng Vô Nhai đang trầm tư, thì hai hình thể khổng lồ đã quấn lại với nhau. Thân mình dài đến trăm trượng, một đỏ rực, một xanh băng, giao hòa cùng nhau, cả đất trời tràn đầy hào quang lấp lánh, hai nguồn năng lượng nóng bỏng và lạnh băng đang bóng ra ngoài, khiến ai nấy cũng đều có cảm giác mình không thể chống cự được. Lui! Hồ Man hô lên, dẫn bọn huyết chiến băng cấp tốc lùi về sau. Mộng Vô Nhai cũng đang lùi, tuy lão công lực cao thâm, nhưng cũng không thể nào đối kháng được với nguồn năng lượng này. Dường như có tiếng rồng gầm thét, chấn động vang rền. Dường như có tiếng phụng hót, cao vút lanh lảnh. Một rồng, một phụng xoay vần không ngừng trên không trung, long phụng trình tường. Một lúc lâu sau, long phụng đột nhiên nhất tề lao đầu xuống, quay trở về nơi chúng xông ra. Một tiếng nổ vang rền, cảm giác long trời lở đất nảy sinh trong tâm trí từng người, theo sau luồng nguyên khí dao động dữ dội hơn lúc đầu. Xung quanh khu mỏ của huyết chiến bang chợt bị một luồng hào quang sáng lóa, bao trùm. Thêm một lúc nữa, hào quang dần dần tan biến, luồng nguyên khí dao động cũng từ từ lặng đi, thiên địa dường như trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Mộng Vô Nhai đứng trên không trung, lặng lẽ quan sát bên dưới, da mặt giật giật không ngừng, hai con ngươi như lồi cả ra, thốt lên, truyền thừa động thiên. Trong lúc nói, Mộng Vô Nhai cũng không khống chế được cả người mình, bước liên tục về phía trước, nhằm để quan sát kỹ càng hơn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, vật ngay trước mắt này chắc chắn chính là truyền thừa động thiên. Khu mỏ đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, cách mặt đất khoảng 10 trượng, có một tầng ánh sáng ngăn trở, khó mà nhìn rõ bên trong. Trên tầng ánh sáng, có những văn tự và hoa văn huyền diệu đang dao động không ngừng, khoan khoái như đàn cá nhỏ. Sao lại thế? Nơi này sao lại xuất hiện truyền thừa động thiên? Mộng Vô Nhai cứ ngơ mình đang mơ, nhưng sự việc trước mắt lại vô cùng chân thật. Truyền thừa động thiên chính là một không gian thần kỳ và huyền diệu do một cường nhân công lực cao thâm trước khi lâm chung, đã dùng tu vi cả, đời ngưng luyện mà thành. Trong không gian này, ẩn giấu tất cả những sở hạnh cả đời của cường nhân này. Được vào trong đó là phúc phần vô cùng lớn. Hơn nữa, trong truyền thừa động thiên rất có khả năng cất giữ những vật sở hữu như đơn dược, bí bảo của cường nhân này. Một cường nhân có thể ngưng luyện ra truyền thừa động thiên thì phải mạnh đến mức nào? Đó phải là một nhân vật thể vượt qua giới hạn siêu phàm nhập thánh, đạt đến thông huyền hóa thần mới có thể làm được. Võ giả thần du cảnh đứng trước cường như này, đến con kiến cũng không bằng. Có thể nói, truyền thừa động thiên chính là một bảo tàng vô giá. Nếu ai có được những bảo vật truyền lại của cường nhân này, mai sau chỉ cần không chết, ắt có thể tu luyện đến trình độ của vị cường nhân này. Hơn nữa, truyền thừa động thiên này chỉ mới hình thành, thanh thế đã lẫy lừng thế này, ngẫm thấy chủ nhân của nó tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ, có lẽ cũng có vai vế vô cùng tôn quý trong số các cao thủ trình độ cao nhất. Mộng Vô Nhai thấy hơi kích động. Nơi này xuất hiện truyền thừa động thiên, quả thực khó bề tưởng tượng. Lão kích động, huyết chiến băng càng kích động hơn. Cấm chế sâu dưới mấy mươi trượng vô tình được phá giải, đây đúng là một tin cực kỳ tốt. Thêm nữa, bọn Hồ Man còn được chứng kiến truyền thừa động thiên, bên trong chứa bảo tàng vô giá và những kiến thức võ học thông thiên, cái nào cũng đủ khiến người khác phát cuồng. Nhưng ngay sau đó, bọn Hồ Man liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như thế, có lẽ đã kinh động đến hai môn phái khác gần đó. Huyết chiến bang muốn độc chiếm e cũng khó. Dù gì đây cũng là khu mỏ của huyết chiến bang, cấm chế cũng là do huyết chiến bang phát hiện và phá giải, nhưng truyền thừa động thiên lớn đến thế, người khác muốn chen vào, bọn chúng còn có thể ngăn cản hay sao? Nếu làm vậy, chỉ tổ chọc giận hai phái kia, Phong Vũ Lâu và Lăng Tiêu Các chắc chắn sẽ liên hợp với nhau bài trừ huyết chiến bang, sau đó mới từ từ mưu đồ chiếm đoạt bảo bối ở đây. Vừa nghĩ đến đó, Hồ Man vung tay lên, đi vào trước đã. Hắn sợ các cao thủ hai phái kia sẽ đến đoạt mất những thứ bên trong, nên phải nhanh chân đến trước. Như vậy thì cho dù chúng có đến, thì cũng chỉ cần nhượng ra chút lợi lộc còn con thôi. Lệnh vừa ban xuống, 10 vị thần du cảnh của huyết chiến băng đều sắc mặt hầm hầm quay về phía khu mỏ, vừa đi vừa cảnh giác Mộng Vô Nhai, lo sợ lão sẽ ra tay ngăn cản. Sau trận chiến vừa rồi, bọn chúng đều biết lão già điên này không dễ đối phó. Nào ngờ Mộng Vô Nhai chỉ cười nhạt một tiếng,
không nói năng gì mà chỉ đứng nguyên tại chỗ. Đám người Hồ Man vui mừng hết sức, thầm nghĩ, ngươi không qua đây thì tốt, nếu ngươi còn muốn gây hấn, lần này bất kể thế nào cũng phải ngăn ngươi lại. 10 cao thủ thần du cảnh bước đến cạnh cái hố sâu, trông xuống màn ánh sáng ảo diệu bên dưới, không chút do dự đâm bổ xuống dưới. Mộng Vô Nhai vẫn cười, trên mặt hẳn rõ ý giễu cợt. Đúng lúc bọn người Hồ Man đang phấn kích, chuẩn bị xông vào truyền thừa động thiên, màn ánh sáng cản ngay trước mặt chúng khẽ búng một cái, bật thẳng bọn chúng trở về. Cả 10 tên như quả bóng ra, bay vút lên cao quay mấy vòng giữa không trung, cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Sao lại như vậy? Hồ Man lẩm bẩm, vẫn tiếp tục ảo xuống, nhưng hắn vừa chạm đến màn ánh sáng, tình hình lúc nãy lại lặp lại, hắn lại bị bật trở ra. Lúc này Hồ Man mới ý thức được điều lạ thường, quay lại nhìn Mộng Vô Nhai, thấy lão ung dung tự tại đứng đó, mới biết lúc nãy lão già này không ngăn lại, chắc chắn là đã nhìn thấy manh mối nào đó. Hắn hạ người xuống, chắp tay nói, tiền bối, dám hỏi dưới này có phải là truyền thừa động thiên không? Mộng Vô Nhai hầm hừ, ánh mắt khinh bỉ không thèm để ý hắn. Sự xuất hiện của truyền thừa động thiên, khiến lão mất hết hứng thú tiếp tục gây chuyện với Long Tại Thiên. Dù sao Long Tại Thiên cũng coi như đã mất nửa mạng, hơn nữa chính lão cũng tổn thất không ít, nếu đánh tiếp, chắc chắn chỉ dẫn đến kết cục hai bên đều chịu thiệt. Hồ Man không khỏi lúng túng, đường nhào nhào mày suy nghĩ, thì từ xa vọng lại tiếng áo bay phần phật. Các cao thủ huyết chiến bang thất sắc, chua xót vạn phần, nhanh như vậy đã đến rồi. Một lát sau, ngũ đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các dưới sự thống lĩnh của Ngụy Tích Đồng xuất hiện ở khu mỏ, thêm một lúc sau, các cao thủ thần du cảnh của Phong Vũ Lâu cũng theo sau lâu chủ Tiêu Nhược Hàn quá bộ xuống khu vực này. Hai phái vừa đến nơi, tất cả đều kinh hoàng nhìn xuống truyền thừa động thiên dưới lòng đất, trong mắt toát lên cái nhìn tham lam và bất ngờ. Hồ Man nổi giận đùng đùng, đây là khu mỏ của huyết chiến bang, chư vị không mời mà đến, e là không hay nhỉ. Tiêu Nhược Hàn trông như một tên thư sinh hào hoa phong nhã, vừa nghe xong thì cười, Hồ Bang chủ, câu nói này nghe xa cách qua, huyết chiến bang của ngài và Phong Vũ Lâu ta đã là kề vai mấy trăm năm, nói thế nào thì cũng là láng giềng. Hôm nay vùng này xảy ra chuyện lớn như vậy, Phong Vũ Lâu ta ắt phải đến thăm dò rõ ràng, nếu quý bang cần giúp đỡ gì, phái ta nhất định sẽ không khước từ. Chắc hẳn chư vị Lăng Tiêu Các cũng vậy, đúng không Ngụy trưởng lão? Ý của câu nói này, tức là muốn tạm thời liên minh với Lăng Tiêu Các để gây áp lực với huyết chiến bang, Hồ Man sao có thể không nhận ra. Hắn liền lạnh lùng hậm hực, sắc mặt rất khó coi. Ngụy Tích Đồng gật đầu, Tiêu Lâu chủ nói có lý. Hồ Bang chủ, nơi này có lẽ chính là truyền thừa động thiên trong truyền thuyết, bên trong tàng trữ vô số bảo vật, nhưng hẳn cũng có không ít nguy hiểm. Huyết chiến bang ngài thân cô thế cô xông vào đó e là không ổn, chi bằng cả ba phái chúng ta thương nghị một lát, liên thủ thăm dò thì thế nào? Hồ Man tức tối, dựa vào đâu? Đây là khu mỏ của huyết chiến bang ta, cấm chế cũng do cao thủ của bang ta phá giải, các ngươi không hề bỏ ra chút sức nào, sao có tư cách vào đây chứ? Mộng Vô Nhai ở bên trên lạnh lùng nói, cấm chế là do lão phu phá giải. Hồ Man bỗng lúng túng, căm hận nhìn Mộng Vô Nhai, nhưng lại không dám phản bác. Tiêu Nhược Hàn cười, Hồ Bang chủ chớ nóng giận, có gì thì từ từ thương lượng. Trong khi nhóm cao thủ này tranh cãi, thì đệ tử ba phái đang điên cuồng hướng về khu vực này. Bất kể là người trong tông môn hay kẻ ở chợ Hắc Phong, tất cả đều đã chứng kiến hình bóng Long Phụng giao hòa trên bầu trời lúc đó, tuy họ không biết đã có chuyện gì, nhưng cảnh tượng hùng tráng đến vậy sao có thể bỏ qua. Cho dù chỉ đi xem náo nhiệt cũng được rồi. Vậy nên, chỉ sau một chút hoang mang, mọi người đã nhanh chóng chạy đến đó. Cả khu chợ Hắc Phong bỗng chốc trở nên nhốn nháo, ầm ĩ. Dương Khai cũng ở trong dòng người điên cuồng đó, tuy cũng khá kích động, nhưng vẫn âm thầm đề cao cảnh giác. Thanh thế của Long Phụng Trình Tường đó quá sức lẫy lừng, nếu đó thực sự là điềm báo cho thấy bảo bối xuất thế, chắc chắc sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Vậy nên đầu óc hắn rất tỉnh táo, một khi phát hiện phía trước có điểm đáng ngờ, hắn sẽ quay lại ngay tức khắc. Với công lực hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ tư cách tham dự cuộc chiến quá kịch liệt này. Nhưng đến khi Dương Khai xuôi theo dòng người chạy đến khu mỏ của huyết chiến bang, vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến. Nơi này đang hội tụ vô số đệ tử tam phái, người người chen chúc, rộn ràng huyên náo, cứ như một cái chợ lớn, rất là náo nhiệt. Đám người nghị luận xôn xao, ồn ào vô cùng, có điều tất cả đều bị cao thủ tam phái chế ngự bên ngoài trăm trượng, vây vòng quanh trung tâm khu mỏ huyết chiến bang. Dương Khai nhìn kỹ vào bên trong, thì thấy ngũ đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các đang bàn luận kịch liệt cùng một đám người, nhìn như đang cãi cọ vậy, người nào cũng đỏ mặt tía tai. Trong số đó có một người dáng cao lớn thô kệch đặc biệt kích động, nước miếng bay loạn xạ, ngoài ra còn có một người trung niên bộ dạng thư sinh đang ra sức xoa dịu. Phía bên cạnh có tiếng nghị luận, cái người cao to như gấu đó chính là bang chủ huyết chiến bang, Hồ Man. Còn người nhìn như thư sinh kia là lâu chủ Phong Vũ Lâu, Tiêu Nhược Hàn. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cao thủ tam phái lại tụ họp hết ở đây? Ta đến sớm, vì cũng ở khá gần, nghe được mấy cao thủ đó nói, vùng này xuất hiện truyền thừa động thiên.
truyền thừa động điên là cái gì? Tên thứ hai ngơ ngác hỏi. Dương Khai cũng không biết, vội vàng giỏng tai lên nghe, nhiều người xung quanh cũng vậy. Tên đó nghe xong bật cười rồi rủ rỉ hết mọi cái hay của truyền thừa động thiên, mọi người nghe xong thì máu nóng dâng trào, tinh thần kích động, hận không thể lập tức xông vào truyền thừa động thiên, đó để thừa hưởng di sản của cao nhân. Thì ra là thế. Dương Khai chợt nhớ ra 2 tháng trước, đã từng cảm nhận được điều bất thường ở nơi này, lúc đó chỉ vì mấy bảo vật thuộc tính dương trong lòng đất, nên mới phải có qua có lại, bảo Hồ Mị Nhi đi tìm. Có điều không ngờ được thứ ẩn giấu bên dưới lại là truyền thừa động thiên. Lúc đó Dương Khai đã cảm nhận được, năng lượng thuộc tính dương bị thứ gì đó che lấp, bây giờ nghĩ lại, thì chắc đó chính là cấm chế ở nơi này. Thật không ngờ, có thể nói, sự xuất hiện của truyền thừa động thiên, liên quan mật thiết đến Dương Khai ở chỗ chính hắn đã vô tình thúc giục nó. Tên bên cạnh đó vẫn đang thao thao bất tuyệt, Dương Khai cũng không thèm nghe tiếp nữa. Hắn đang suy nghĩ, sau khi truyền thừa động thiên xuất hiện, cao nhân tam phái sẽ xử trí thế nào? Chắc chắn không một bên nào được quyền độc chiếm, cho dù phái này có muốn, thì 2 phái còn lại cũng sẽ không cho họ cơ hội này. Rõ ràng huyết chiến bang chính là phái này, khả năng còn lại là huyết chiến bang thỏa hiệp, tam phái cùng tìm hiểu bí mật bên trong, chỉ có điều huyết chiến bang chắc chắn sẽ muốn nếm trước lợi lộc. Dù sao họ cũng có công phát hiện ra nơi này, phải được ưu đãi trước tiên. Trong khi Dương Khai đang trầm tư suy nghĩ, ở bên đó, cao thủ tam phái hình như đã thỏa thuận xong, mỗi bên cử ra một đệ thử công lực cao thâm, xâm nhập truyền thừa động thiên để thám thính tình hình. Bên Lăng Tiêu Các cử ra Tô Nhan, phía huyết chiến bang là Long Tuấn, còn Phong Vũ Lâu cử Phương Tử Kỳ. Cả 3 người đến bên cái hố rồi cùng nhảy xuống. Một phen chờ đợi dài dằng dặc. Phải đến một lúc thật lâu sau, Tô Nhan quay lại đầu tiên, thình lình xuất hiện bên bờ hố rồi bước đến trước các cao thủ tam phái bẩm báo. Thêm một lúc sau, Long Tuấn và Phương Tử Kỳ đều quay trở lại. Nghe cả 3 bẩm báo xong, các cao thủ tam phái lại thương nghị tiếp, rồi gật đầu với nhau, phân tán về 3 phía. Không lâu sau, cao thủ tam phái phát ra âm thanh triệu tập đệ tử. Dương Khai cùng một đám đệ tử Lăng Tiêu Các đi về phía Ngũ đại trưởng. Lão, 3 toán người, ai về phe người nấy, không quấy nhiễu nhau. Dương sư huynh. Dương Khai đang đợi Ngụy Tích Đồng lên tiếng thì Tô Mộc kéo theo cả bọn Lý Vân Thiên tiến lại gần. Các đệ cũng tới à? Dương Khai mỉm cười. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.